Thưa quý vị và các bạn, xét kết quả học bạ là một trong các phương thức tuyển sinh chiếm tỷ trọng khá lớn của các trường đại học hiện nay. Tuy vậy, do mức độ tin cậy cũng như chất lượng nguồn tuyển từ xét học bạ vẫn còn nhiều băn khoăn, nên các trường đang giảm dần, thậm chí là bỏ xét tuyển từ phương thức này và chỉ tuyển sinh sang cho tỷ siêu riêng. Năm 2024, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến sẽ xét tuyển thẳng 2% chỉ tiêu, xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp 18% chỉ tiêu và xét tuyển kết hợp theo đề án tuyển sinh của nhà trường là 80% chỉ tiêu. Như vậy, chỉ tiêu xét từ học bạ khoảng 10% như năm trước sẽ không còn. Bỏ cái nhóm mà có kết hợp với học bạ thì đấy là bỏ nhóm đó. Và bỏ cái nhóm này gần như nó không ảnh hưởng gì đến kết quả tuyển sinh cũng như là ảnh hưởng đến quyền lợi của các em. Các em cũng đều có chứng chỉ hoặc là các cái điểm thi về đánh giá năng lực, về đánh giá tư duy, và vì thế nên là nó bị trùng. Năm nay, Trường Đại học Y Hà Nội cũng thông báo không xét tuyển bằng điểm học bạ, và Trường Đại học Bách khoa Hà Nội cũng bỏ yêu cầu điểm học bạ đạt 7 trở lên đối với các môn tổ hợp khi xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông và kỳ thi riêng. Chỉ tiêu dành cho cái điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông nó không còn nhiều như trước đây nữa. Do vậy là Đại học Hà Nội là đã quyết định là bỏ cái điều kiện đi để tất cả các thí sinh đều có cái điều kiện sơ tuyển là giống nhau. Trong đó cái kỳ thi đánh giá tư duy thì không cần cái điều kiện học bạ nữa. Không chỉ nhiều trường top đầu bỏ phương thức xét tuyển từ học bạ mà các trường top giữa cũng giảm dần chỉ tiêu từ phương thức này. Từ thực tế đánh giá kết quả học tập sinh viên, Học viện Chính sách và Phát triển cũng giảm dần tỷ lệ xét từ hình thức này và chuyển bớt chỉ tiêu sang hình thức khác để có chất lượng hơn. Điểm học bạ thì các em ấy có cái điểm học tập của năm thứ nhất, năm thứ hai tại học viện nó không cao bằng thí sinh mà xét tuyển vào học viện dựa trên điểm trung học phổ thông. Chính vậy trường này chúng tôi cũng không quá kỳ vọng vào cái chất lượng nếu mà thí sinh đăng ký dựa trên điểm học bạ. Lạm phát điểm chuẩn từ xét tuyển học bạ cũng là tình trạng đáng báo động diễn ra trong mỗi mùa tuyển sinh gần đây. Vì thế xu hướng bỏ xét tuyển đại học từ học bạ nhận được sự ủng hộ của nhiều người. Bỏ xét tuyển học bạ thì theo em đồng ý với việc làm này của các trường. Bởi vì thứ nhất đó là việc học bạ là cũng có thể xảy ra những hành vi tiêu cực giữa các trường và học sinh. Nơi này thì nhẹ chấm, thầy chấm nhẹ tay hơn. Nhưng ở nơi trường kia thì thầy siết chặt hơn, chấm nặng thầy hơn. Tức là nó không có một cái chuẩn cả. Từ đó nó dẫn tới cái chuyện là nếu mà chỉ xét tuyển đi học bạ thì rõ ràng nó đảm bảo tính công bằng. Phân tích dữ liệu điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông cho thấy mức độ chênh với điểm học bạ là khá cao, nên không xét tuyển từ học bạ hay có xét tuyển thì cũng chỉ nên coi đó là một trong những tiêu chí để sơ tuyển sẽ giúp bảo đảm công bằng cho thí sinh, cũng như giảm thiểu tình trạng nâng điểm làm đẹp học bạ như hiện nay. Trước tình trạng học viên đã đóng phí nửa năm, thậm chí cả năm, nhưng trung tâm ngoại ngữ tin học lại dừng hoạt động đột ngột hay chương trình học chưa đảm bảo đúng theo quy định gây thiệt thòi cho học viên và bức xúc cho phụ huynh. Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các trung tâm thu học phí theo số tháng thực học phải được công khai từ đầu khóa học và không được thu học phí dài hạn không đúng quy định. Sở cũng lưu ý các trung tâm cần bảo đảm thực hiện công khai giá theo hướng dẫn đã có ở trên cả trang thông tin điện tử của trung tâm và được niêm yết trực tiếp tại trung tâm. Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức tổng kết công tác công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động năm 2023, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2024. Trong năm 2024, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu nâng cao trình độ cho 75% công nhân lao động. Năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phấn đấu có 95% đoàn viên, người lao động được tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước có liên quan đến lao động và công đoàn. Công đoàn tham gia thúc đẩy để ít nhất 75% công nhân lao động tại các doanh nghiệp tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp. Trước mắt dịp Tết Nguyên đán năm 2024, Liên đoàn Lao động Hà Nội tiếp tục tổ chức chương trình Tết sum vầy, chợ Tết công đoàn, xe đưa công nhân lao động về quê đón Tết, thăm hỏi, trợ cấp công nhân viên lao động có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm người lao động nào cũng có Tết. Trong những năm qua, những người làm công tác xã hội và tổ chức thiện nguyện đang hàng ngày bắt nhịp cầu nhân ái đến với bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, tiếp sức cho họ cả về vật chất lẫn tinh thần để chiến thắng bệnh tật, ghi nhận tại tỉnh Thanh Hóa.
Mỗi năm có hàng chục nghìn lượt bệnh nhân ung thư đến khám và điều trị tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa. Nhiều người trong số đó có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngoài nỗi đau từ bệnh tật, họ đang gánh cả nỗi lo về cuộc sống, về chi phí chữa bệnh, về những ngày sắp tới của bản thân và gia đình. Đang điều trị đến bệnh viện thì chồng ở nhà đã bị đột quỵ, ông Mai qua đời. Hoàn cảnh thì đúng là rất là khó khăn. Quân thì một đứa thì đang học lớp 9, một đứa học lớp 2. Với bệnh viện ung bướu thì đặc thù bệnh của bệnh nhân là bệnh nặng và điều trị dài ngày. Chi phí điều trị cũng rất là tốn kém. Chính vì vậy mà cái việc hỗ trợ và kết nối giúp đỡ bệnh nhân thì là một cái điều vô cùng quan trọng. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, nhiều năm nay, những suất cơm miễn phí như thế này cũng đã được các câu lạc bộ thiện nguyện, các nhà hảo tâm gửi tới hàng ngàn bệnh nhân để chia sẻ phần nào những khó khăn họ đang phải đối mặt. Chúng tôi đang cố gắng mỗi một tuần là 200 suất ăn được phát vào thứ tư và có một cái bếp cháo dành cho các bệnh nhân nhi cũng đã được chúng tôi duy trì vào thứ ba hàng tuần. Mỗi món quà, mỗi suất cơm có giá trị không lớn nhưng ý nghĩa của nó khó nói hết bằng lời. Hạnh phúc là trao đi, là quan tâm, chia sẻ. Tại nhiều bệnh viện trên cả nước, những tổ chức, cá nhân với trái tim nhân ái vẫn đang hàng ngày kết nối nhịp cầu yêu thương, giúp đỡ những bệnh nhân nghèo chiến đấu với bệnh tật. Công an tỉnh Phú Thọ vừa bắt giữ 3 đối tượng có hành vi đang mua bán bình khí chứa N2O là khí cười không thông qua nắm bắt thông tin trên không gian mạng. Quá trình khám xét tại cơ sở, lực lượng công an phát hiện có gần 100 bình khí N2O các loại chưa qua sử dụng và 1.300 xác bóng. Chủ số tăng vật trên không xuất trình được giấy phép kinh doanh hóa chất, hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, thực hiện theo quyết định 22/2023, từ tháng 10 năm 2023 đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Gia Lai đã cho 55 người chấp hành xong án phạt tù, vay vốn để tái hòa nhập xã hội và phát triển kinh tế với tổng dư nợ là 4 tỷ đồng. Mỗi người được vay tối đa là 100 triệu đồng, trả trong 5 năm. Đây là chính sách nhân văn và hiệu quả, góp phần giảm nghèo, phòng ngừa tái phạm và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người chấp hành xong án phạt tù. Tại huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai, có 45 trên 219 người chấp hành xong án phạt tù được xem xét hỗ trợ vay vốn, trong đó có 14 người được vay vốn trong năm 2023. Một trong số đó là anh Trôi, trú tại xã Gờ La. Anh Trôi đã ngồi tù được 3 năm vì tội trộm cắp tài sản. Sau khi mãn hạn tù, anh gặp không ít khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm và hòa nhập với xã hội. Nhưng nhờ vay được 30 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, anh đã mua được một con bò và tái canh vườn cà phê. Thường được chính quyền địa phương xã Gà La cho vay vốn, được hỗ trợ vay vốn, được làm ăn đầu tư với nuôi bò với cà phê. Tôi cũng mong hy vọng sớm nhất trả lại cho nhà nước. Chị Lê Thị Tuyết Nhung được mãn hạn tù sớm hơn 2 năm nhờ cải tạo tốt. Được sự động viên của gia đình cùng với sự hỗ trợ từ phía công an huyện và ngân hàng chính sách, chị Nhung được hỗ trợ cho vay 60 triệu đồng để có vốn đầu tư trồng cà phê, kinh doanh nông sản. Nhờ đó, điều kiện kinh tế của gia đình chị đã dần ổn định. Và mình cũng cảm ơn chính quyền địa phương và cũng cảm ơn công an đã hỗ trợ cho mình vốn để mình về mình làm, rồi mình tái hòa nhập cộng đồng, rồi mình kinh tế mình phát triển hơn. Theo Ngân hàng Chính sách Xã hội Gia Lai, việc giải ngân xong nguồn vốn chính sách cho người chấp hành xong án phạt tù không chỉ giúp họ có điều kiện phát huy năng lực lao động, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, mà còn góp phần phòng ngừa tội phạm, duy trì an ninh trật tự và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Sắp tới, Ngân hàng Chính sách tiếp tục thực hiện cái nhiệm vụ của Trung ương giao, rà soát cái nhu cầu, xây dựng cái kế hoạch, phối hợp với công an tỉnh để triển khai ký kết cái chương trình phối hợp đối với người chấp hành xong án tù. Triển khai cái chương trình này đạt hiệu quả tốt nhất. Chương trình tín dụng cho người chấp hành xong án phạt tù là một chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước mang ý nghĩa nhân văn cao. Chính sách này giúp những người lầm lỡ vượt qua mặc cảm, tự ti, nỗ lực làm lại cuộc đời, tái hòa nhập cộng đồng bền vững.